Người thấy nhìn ghê không? Đó. À, con này thì ở châu sang á, mấy người lớn đi rừng á bảo là có độc nha mọi người. Nó nhỏ, nó không có to bằng con trăn nhưng mà nó rất là dài, nó dài hơn. Đầu nó có 9 lỗ mũi luôn á, nó màu sắc như thế này nè. Sao hôm nay thì Sang với mấy đứa, mấy anh em Sang thì đang ở ngoài ruộng mọi người. À, trên tay mấy đứa thì có mang theo đây vài con dao với lại một cây tre to ở đây. Thì không biết là mọi người lúc nhỏ mọi người có hay đi ra ruộng để làm những cần câu để cắm câu ếch hay không. Nhưng mà lúc nhỏ của Sang với mấy đứa của Sang á thì hay vào cái khoảng thời gian mà kết thúc vụ lúa, vụ một á mọi người. Thì sẽ làm những cần câu đi theo những cái ao này, những cái suối mà gần bờ ruộng á để đi cắm câu. Thì lâu lắm rồi Sang có không đi cắm câu lại cho mọi người xem. Nên hôm nay thì Sang rủ mấy đứa ở đây chặt cho Sang một cái cây tre to. Mấy anh em Sang sẽ chế tạo 100 cái cần câu cắm ếch nha mấy đứa. Và ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng 100 cái cần câu đó mang đi đến những cái ao, những cái suối bỏ hoang á. Mình sẽ cắm câu ở những cái ao bỏ hoang để cắm ếch nha. Để xem là sau một ngày á thì mấy anh em Sang sẽ kiếm được bao nhiêu con ếch. Bây giờ thì Sang với mấy đứa sẽ bắt tay vào chế tạo cần câu cắm ếch cho mọi người. Để chế tạo cần câu này á thì nói chung cũng đơn giản, chế tạo theo cái cách mà ngày xưa lúc nhỏ xa đi cắm câu thôi. Là Sang với mấy đứa thì có chuẩn bị ở đây một cây tre to để mà chặt nhỏ ra mình vuốt thành những cái cây gắm xuống đất đó mọi người. Tại vì cái loại cắm ếch này nó không giống như là cắm cá lóc. Cắm cá lóc thì mình cần cái đồ cong cong, nhưng mà cắm ếch thì mình cần một cái cây thẳng cắm xuống đất thôi. Với lại ở đây thì Sang có chuẩn bị là một bịch lưỡi câu cắm, với lại là một chùm thun và một cuộn dây nhợ nha, để làm cái dây câu. Thì đơn giản vậy thôi, chỉ có 4 món. Bây giờ thì sẽ chặt cái cây tre to này ra thành từng đoạn nha mọi người. Xong rồi sẽ vuốt nó thành 100 cái cây cần câu luôn. Rồi thì Sang với mấy đứa sẽ bắt đầu chế tạo cây cần câu cắm nha mọi người. Giờ thì mình sẽ chặt cây cần câu, cái cây tre to này ra thành từng đoạn nha mọi người. Mỗi cây cần câu thì sẽ dài khoảng tầm là 40cm. Và Sang chặt giữa hai ống như thế này nha. Rồi mấy đứa lấy ra đi. Đây là một cái ống tre mà Sang vừa mới chặt ra nha mọi người. Bây giờ thì tiếp theo á là chẻ nhỏ ra thêm một lần nữa nha. Ra một cái thanh như thế này nha. Cắm ếch á, thì mình không có cần cái đồ nhúng giống như cắm cá lóc. Mình chỉ cần một cái thanh như thế này mình cắm xuống đất để giữ cái lưỡi câu này thôi. Còn đây là cái lưỡi câu mà Sang sử dụng để mà cắm ếch cho mọi người. Nó sẽ cong như thế này nè. Dây á, thì sẽ sử dụng dây nhợ. Bây giờ thì Sang sẽ bắt đầu là tóm lưỡi câu. Còn mấy đứa nó sẽ vuốt cần nha. Mọi người một việc tranh thủ cho nhanh, tại vì Sang định là sẽ làm 100 cần vậy đó. Vậy là Sang vừa mới tóm cái lưỡi câu vào trong cây xong nha mọi người. Thì nó sẽ như thế này nha. Cái này thì mình sẽ cắm xuống đất, còn cái này thì là lưỡi câu mình sẽ để trên mặt đất nha. Rồi bây giờ tiếp theo là sử dụng một cái cọng thun, sẽ cột lên phía trên đầu của cái tre. Tác dụng là sẽ móc nó vào cái lưỡi câu vào phía trong đây, để cho mấy cái cần câu của mình khi mà mình cầm nó sẽ không bị rối nha mọi người. Đó, vậy là xong một cây cần câu của mình. Thành phẩm là như vậy nha mọi người, đơn giản thôi. Đây thì bây giờ sẽ chuẩn bị làm mồi để tối nay mình đi cắm ếch nha. Thì lúc nhỏ Sang hay đi cắm ếch bằng một cái loại mồi mà rất là dễ dính luôn mọi người, là cái con lươn nha. Đây là cái con lươn sống mà Sang vừa mới cắt khúc nó ra. Ở đây thì Sang cắt thành 100 khúc nha mọi người, là 100 cái cục mồi á. Thì mỗi cục mồi nó sẽ như thế này. Đó, mình sẽ cắt ra như thế này nha. Xong rồi tiếp theo là gia vị thì gồm có một cái bọc ngũ vị hương với là một ít tỏi. Tỏi này thì Sang sẽ lấy khoảng tầm vài tép băm nhuyễn ra nha. Ngũ vị hương thì Sang sẽ xé ra để mà
cho vào phía trong cái con lươn nha. Cái này thì mình cho nửa bịch thôi nha mọi người. Rồi tiếp theo á là sẽ ở đây sẽ có chuẩn bị là hai con cá biển nha mọi người. Cái con cá biển này á thì Sa sẽ cắt nhỏ nó ra. Mình sẽ cắt nhỏ nó ra cho nó vào phía trong đây luôn. Cắt càng nhuyễn càng tốt nha mọi người. Lúc nhỏ thì Sang hay cấm câu theo kiểu này á. Nhưng mà cái khả năng cái con ếch nó ăn á, nó rất là hiệu quả luôn. Tiếp theo á, thì mình sẽ cho tỏi vào phía trong luôn. Cái tỏi này á là mình cho vào phía trong đây á, để khi mà mình cấm á, con kiến nó sẽ không có lại ăn cái mồi của mình nha. Cái phần mồi á, vậy là Sang đã chuẩn bị xong nha mọi người. Cái phần mồi này thì không biết là như thế nào, nhưng mà lúc nhỏ Sang cấm á, thì rất hiệu quả luôn. Nhưng mà bây giờ thì cũng vẫn chưa cấm được đâu. Mình phải phơi nắng nó khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ cho nó mềm ra nha. Xong rồi chiều mình đi cấm thì mới hiệu quả. Rồi mình đặt ngoài nắng 2 tiếng đồng hồ luôn. Đủ 2 tiếng thì mình đem vô thôi. Vậy là từ sáng tới giờ Sang với mọi người mình đã làm mồi cấm mết xong này. Cũng như là tóm xong ở đây 82 cần câu nha mọi người. Sang dự định là tóm 100 cây xong rồi đi cấm cùng với mấy đứa. Nhưng mà lưỡi câu không có đủ, chỉ làm được 82 cây thôi. Thì cần câu cũng đã xong, mồi cũng đã xong. Nên giờ thì mấy anh em mình sẽ khởi hành đi cấm câu nha. Dạ. Và hôm nay thì Sang với mấy đứa sẽ chọn địa điểm là đi vào sát với cái bìa rừng trong kia kìa. Ở trong đó có mấy cây ao cá mà trước đây người ta nuôi cá mọi người. Nhưng mà sau này người ta không nuôi nữa, người ta bỏ hoang á. Sang với mấy đứa sẽ vào những cái ao ba cá người ta bỏ hoang như thế để cấm những cái cần câu ếch ha. Dạ. Tại vì những cái ao cá đó là gần như là không ai đi tới, mọi người, ếch nó có rất là nhiều, với lại là ếch to không à. Sang với mấy đứa sẽ cấm đó để xem là ngày hôm nay với 82 cần câu này á, thì Sang với mấy đứa sẽ cấm được bao nhiêu con ếch. Đưa hũ mồi cho anh. Mồi thì Sang phơi nắng sau vòng 2 tiếng đồng hồ, thì mọi người thấy là cá nó mềm ra hết rồi, lương thì nó bắt đầu là có mùi hôi lên rồi đó mọi người. Nhưng mà hôi như thế này thì ếch nó mới thích ăn. Rồi đi mấy đứa. Đi. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa đi từ kia mọi người, tới cái đoạn này thì tới cái ao rồi nha. Ở đây là một cái ao mà nó phía sát với bìa rừng luôn. Cái ao này thì người ta cũng không nuôi cá gì hết cả mọi người, người ta đập lên á để mà ta giữ nước để cho nó ngập qua cái ruộng phía bên đây này. Nên những cái ao phía trong rừng này sẽ có hết đó mọi người. Bây giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi dọc lên cái ao này phía nhánh phía trên kia nha. Khi nào mà tới chỗ rầm rầm á thì mấy anh em Sang sẽ cấm hết phía đó, đúng không? Đúng à, đi. Ao này thì nước cũng không có sâu lắm mọi người, chỉ tới lưng quần mấy đứa thôi, rồi tới đầu gối mấy đứa thôi. Rồi đi dài. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi dài lên cái kia nha. Chỗ này thì rậm rạp như thế này á thì sẽ hy vọng là sẽ có ếch đó mọi người. Ếch mà ếch to nha. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa vừa mới lựa được một cái chỗ để mình cắm câu nha mọi người. Thì để cắm câu này cũng nói chung đơn giản thôi. Giờ Quỳnh nó vừa mới tát nước lên như thế này nè. Rồi tiếp theo lấy sình lên Quỳnh đó. Sang với mấy đứa sẽ dọn lấy sình dưới lên đó, mình sẽ chà cho nó thành một cái bãi láng nha mọi người. Sình thôi, đừng lấy láng đó. Sang sẽ chà nó thành một cái chỗ láng láng như thế này nè. Con ếch khi nó thấy chỗ láng thì nó sẽ lên nó nằm nha. Rồi được rồi Quỳnh, được rồi. Đây là một cái chỗ láng này đó, Sang vừa mới chà xong. Còn đây là một cái cần câu mà Giang vừa mới móc cái khúc lươn vô mọi người. Rồi tiếp theo là mình sẽ đặt cái khúc lươn này trên cái dũng sình mình vừa mới tạc nha. Rồi sẽ đặt cái khúc lươn lên trên đây. Vậy là xong một cây cần câu cắm ếch nha mọi người. Ở chỗ đây Giang cắm một cần nha mọi người. Còn phía bên đây Quỳnh cắm một cần phía trong đây nha. Hai cần một lúc luôn. Cắm cái này thì cái chỗ nào mà rậm rạp thì mọi người cắm gần nhau thôi. Bên kia là Giang cắm một cần này. Đó, cách khoảng tầm 4 mét thôi, cắm tiếp một cần nữa. Rồi, đi tiếp bên kia đi ha. Đi trên đây đi, chỗ nào càng rậm rạp càng nhiều quá. Ở đây mọi người, thì Sang với mấy đứa cắm được 15 cần nha. Mỗi chỗ thì mình cắm một ít thôi, chứ không tập trung cắm về hết một chỗ. Tại vì nếu mà cắm như vậy thì ếch nó sẽ chín ít đó mọi người. Nên Sang với mấy đứa bây giờ lại tiếp tục di chuyển nha. Mình sẽ đi kiếm một cái ao mới nữa, mình sẽ cắm tiếp ở chỗ cái ao đó. Ở đây 15 cần đúng không? Mỗi ao thì Sang với mấy đứa sẽ cắm khoảng tầm 10 cần đến 15 cần thôi, chứ không cắm nhiều quá ở một cái ao nha. Ở đây tiếp theo là có một cái ao bỏ hoang nè mọi người. Cái ao này nhỏ thôi, nhưng mà hôm bữa Sang đi vào đây thấy ếch nhảy khá nhiều quá. Nên bây giờ thì Sang sẽ đi tới đâu ếch nó nhảy thì mình sẽ cắm câu ngay chỗ đó nha.
Ui con này bự. Mọi người vừa thấy con hết nó nhảy xuống chỗ này không? Con này khá to luôn á. Ngay chỗ này luôn này. Cắm cái kiểu này thì nó đỡ hao cần hơn nha mọi người. Ui hai con bên kia luôn. Ui hai con ba con luôn. Ui trời ơi. Cái ao chỗ này nhiều hết mọi người. Ba con nhảy một chỗ luôn cho. Phải làm cho nó thiệt đẹp thiệt láng ở chỗ này để mình hồi bắt con ếch bự ngay chỗ này rồi. Con Quỳnh bắt đầu là chét cá biển này, còn Văn là bắt móc mồi vào chỗ này là dính ếch bự đấy Văn. Mày cấm chắc nha, không hồi ếch bự là nó mới kéo cần đi luôn á. Đó sao một cần nữa, ở đâu nữa ta, ngay chỗ này đúng không? Chứ mọi người thấy cái chỗ nào nó nhảy là chỗ đó nó sẽ dính đó mọi người. Bây giờ toàn bộ 82 cái cần câu của mọi người thì Sang với mấy đứa cũng đã cắm xong rồi nha. Cái cần câu này khi mà mình cắm xuống á thì có lẽ là khoảng tầm 8 giờ rưỡi đến 9 giờ tối á, thì Sang với mấy đứa mới đi thăm nha mọi người. Đi thăm sớm quá thì con ếch nó chưa ra, nó chưa kịp ăn á. Khi nào mình thăm xong á, nếu mà dính thì Sang sẽ gỡ. Còn có cái cần nào không dính á thì tiếp tục là mình sẽ để đó tới sáng mình thăm tiếp nha. Sang sẽ thăm hai lần nha mọi người. Lúc 9 giờ tối mình sẽ đi thăm một lần và lúc 6 giờ sáng sẽ thăm tiếp một lần nữa. Nên giờ thì Sang với mấy đứa sẽ ngồi ngay ruộng này để mà chờ đợi tới 9 giờ tối nha. Rồi mình sẽ đi thăm cần câu ếch. Cắm của Sang á thì chắc cũng có ếch ăn nữa mọi người. Nên giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi thăm. Khi chiều á thì Sang với mọi người mình cắm là 82 cần. Trong đó thì Sang cắm 6 cái ao khác nhau nha mọi người. Nên giờ thì đây là cái ao đầu tiên mà Sang sẽ thăm nha. Ở đây thì có một cái căn nhà hoang. Cái ao thì ngay chỗ này luôn. Bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ đi vào đi thăm rồi đi mấy đứa. Cái ao chỗ này thì Sang cắm 5 cần nha. Ở đây thì căn nhà hoang này nó có một cái cánh cửa này. Cửa này thì mọi người thấy không? Bị cong hết luôn. Do là con nó gần bìa rừng á. Có một con voi rừng ra nó đạp á mọi người. Dính à? Dính không? Đó. Rồi ở đây cần đầu tiên. Dính một con đầu tiên luôn nha mọi người. Ở đây là cái ao này. Cái ao này thì người ta cũng không thả cá gì hết cả. Từ từ. Bỏ nó đi. Đây là con ếch đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay nha. Rồi nhổ luôn. Đây, con này thì khá là to mọi người thấy không? Ếch rừng nên nó nhìn xe lè xe lét. Rồi, Văn gỡ đi. Đâu cho em coi đây. Đây, con ếch được hai cái đây. Đây, một con cái nha. Rồi, Văn gỡ bỏ bao đi. Hai cầm cái cần luôn đi ha. Sang với mấy đứa sẽ cầm cái cần luôn. Còn cái nào mà không dính á, thì mình sẽ gỡ. Ở đây thì cắm 5 cần thôi. Ở đây một cần nữa đây. Con dính để đây đi. Sáng mai Sang với mấy đứa sẽ thăm tiếp một đợt nữa nha. Là sẽ thăm hai đợt cho mọi người. Giờ thăm một đợt, sáng mai con thăm một đợt. Ở đây có một căn nhà hoang này. Nhà này thì còn không có ai ở đâu. Cái ao này cũng bỏ hoang luôn. Đâu? Ôi, tiếp tục ở đây dính một con nữa mọi người. Đây, một con nhỏ thôi. Có một chân à. Đúng không? Đây này. Con hết này có một chân đó mọi người. Mọi người thấy lạ không? Thả con hết đi. Cô ấy một chân. Thôi cầm theo đi, lát về mình tính mình tổng kết sau ha. Dạ. Ba cần dính hai con nha. Bên đây hai cần nữa nè. Đi băng qua đây đi. Giờ Sang với mấy đứa sẽ băng qua cái nhà này nha. Để lại phía sau nhà. Mấy cái căn nhà bỏ hoang này thì cỏ rác nó mọc đầy nhà luôn. Dính nó Quỳnh. Đó là một cần đúng không? Không dính hả? Một con luôn hả? Bự không?
Rồi thêm một con nữa. À, cần có cần kia là không dính đâu, cần này cũng dính mọi người. Đây thêm một con nữa này. Đây một con nữa nè mọi người thấy không? Đen xì lì luôn. Rồi cầm tiếp. Cứ chịu sảy nha, cái nào nó sảy nó hồi nó tuột luôn á. Đấy từ từ từ. Con này là con ếch đực nha. Ếch đực thì nó sẽ ốm, còn ếch cái thì nó sẽ mập đó mọi người. Cần cuối cùng bên kia. À, cái ao ở chỗ này mọi người thì sang với mấy đứa cắm 5 cần mà dính được ở đây 3 con nha. 3 con này thì có một con rất là to luôn. Một con này là to nhất này. Một con ếch cái to, hai con ếch đực. Ếch này thì là vào giữa mùa mọi người, nó cũng chưa to hết cỡ đâu. Nhưng mà cỡ này thì bắt được rồi nha. 5 cần dính 3 con. Cần dính thì sang gỡ ra luôn, còn mà cần nó chưa dính thì sẽ để đây. Sáng mai thì sang với mấy đứa lại tiếp tục đi thăm nữa nha. Ao chỗ này thì dính được 3 con rồi. Thôi giờ tiếp tục đi. Hết cái ao đầu tiên nha. Giờ thì mấy anh em sang lại tiếp tục là qua một cái ao mới. Cái ao kia mọi người thì dính được 3 con. Còn đây là một cái ao to hơn đó mọi người. Cái ao này thì sang cắm tận tới 15 cần. Để xem 15 cần cái ao chỗ này sẽ dính được bao nhiêu con nha. Khi chiều thì sang cắm cặp bờ đây nè. Giờ cho mấy đứa đi sang, sang đi trước để xem mà có hên hay không. Ở đây thì sang cắm hình như là 6 hoặc 7 cần gì đó mọi người. Ui ếch kìa, ếch kìa, ếch kìa. Đó đó đó. Không biết ra chưa. Kìa kìa con ếch bự kìa mọi người sao. Dính gì ta. Nhìn xa là thấy rồi, đây 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 một cần. Từ từ, mấy đứa đứng đó đi, nó chưa ăn rồi anh chụp luôn. Sợ nó chưa ăn chứ. Đây mọi người thấy con ếch ngay chỗ này không. Đó nó núp ở đây rồi. Ui dính rồi, dính rồi. Dính rồi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Một con. Đó, đó, đó. Thấy đã không mọi người. Đây, con này cũng to, con này to này, con này to này, con ếch đực to này. Gỡ gỡ ra cho nó đi. Ui, đâu vậy? À, ếch rồi đấy. Cầm, một đứa cầm đi cho Giang gỡ. Nó dính đó là mình gỡ, mình trễ trễ mọi người thì nó sẽ quấn tùm lum hết này. Đây, đây là con ếch đầu tiên của cái ao này nha. Con này thì mọi người thấy không? Nhìn rất là đẹp luôn. Rồi một con nhỏ dây luôn. Quỳnh. Ôi coi chừng cái ruột kìa, nó lòi cái ruột ra kìa. Coi chừng cái ruột. Rồi một con. Rồi Quỳnh thu mấy cần kia đi Quỳnh ơi. Ao này hay. Mình thu luôn, mình dời xuống kia. Cần này nó ăn nè. Ui dính nè, dính nè, dính nè. Đây. Một con nữa, con này nhỏ. Con này bé xíu mọi người. Mà thôi bắt rơi về kia gom tổng kết luôn. Một con nữa. Con này nhỏ hơn con kia. Con cần nữa. Rồi một con nữa. Mà nhỏ à, không có to. Ba con rồi đúng không? Giờ coi này nặng chưa. Xe cắm có mấy cần mọi người mà hiệu quả kìa, không nặng, khá nặng luôn á. Tí rưỡi hả? Đây nha. Ôi, cần này không dính rồi. Cần kia là cần cuối cùng. À, vậy là tổng cộng ở đây nè mọi người. Thì 4, 6, 7 cần gì đó thì dính được ở đây là 3 con nha. Một con to với 2 con nhỏ. Hả? Sải hả? À, mà một con to với 1 con to với 2 con nhỏ. Vậy là tổng cộng nãy giờ thì mấy anh em sang đã dính được 7 con rồi. Thôi đi. Giờ tiếp theo là mình sẽ đi thăm tiếp. Nãy giờ 82 cần đó mọi người, thì sang với mấy đứa thăm được hơn 40 cần rồi. Thành quả thì dính được khoảng tầm 10 con ếch ở trong bao nha. Giờ thì mấy anh em sang tiếp tục là băng qua ruộng để đi qua bên cái ao phía bên kia ruộng á, sát cặp bìa rừng đó mọi người. Bên đó thì sang cắm là 40 cần luôn. Hy vọng là bên đó sẽ dính nha. Bây giờ thì cũng đã là 10 giờ tối rồi. Nên ngoài ruộng này cũng hơi lạnh một chút. Trời thì 15 râm. Mấy đứa cắm ở chỗ này mọi người là 40 cần nha. Giờ thì mấy anh em sẽ đi thăm xem là có dính hay không. Ở đây thì hai cần khi nãy sẽ thấy có ếch ăn á. Nó kéo văng lên tới đây này. Bây giờ mấy đứa móc mồi lại rồi chát đất lại nha. Sáng mai thì sang với mấy đứa sẽ thăm thêm một lần nữa. Giờ thăm sáng mai thăm thêm một lần nữa. Chát đất rồi chát cái mồi xuống phía dưới lại. Để cố gắng là kiếm nhiều ếch nha. Tại vì khu này ui đây một con nè. Đây 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 đây. Quỳnh ơi. Một con nhạc khè luôn nè. Thấy khu này nhiều ếch lắm mọi người ơi. Đây này, một con nữa nha. Con này thì bự mà vàng luôn. Rồi Quỳnh gỡ đi.
gỡ để móc mồi lại luôn nha Quỳnh. Dạ. Mọi người thấy con ếch này to không? To nắm tay Quỳnh luôn à. Phía trong đây cần nữa này. Cần này móc mồi lại luôn nha Văn. Đăng sẽ móc mồi lại để sáng mai mình thăm tiếp nha. Đây mọi người xem con ếch này nè. Ếch đồng, ếch rừng nên mọi người thấy thịt của nó đang xì ly luôn nha, vàng ươm. Nhìn rất là đẹp luôn, đùi thì chắc nịch ta. Cái bao đó ta, bỏ vô. Mở chai. Rồi, banh ra nha, coi chừng sảy nha. Thêm một con nữa. Đang đưa mồi nha ơi. Giờ là mấy đứa nó thăm xong là sẽ móc mồi lại luôn nha mọi người. Chỗ này chà chà ra một chút đi. Rồi gỡ nha, gần đây dính một con ếch nữa mọi người. Con ếch này không to lắm nhưng mà bắt được rồi nha. Đó mọi người thấy cái mồi này hiệu quả ghê không. Ê đây đây anh cầm cho để sợi. Ếch thì dính xong mấy đứa bỏ vô bao như thế này nè. Rồi bỏ vô. Ôi, thêm một con nữa, Giang sợ mồi lại luôn đi. À, cái cần câu cắm ở đây mọi người dính được một con rắn này. Con rắn nó ăn cái mồi cắm mết của Sang với mấy đứa nha. Giờ thì con rắn này nhỏ quá, Sang với mấy đứa cũng không bắt. Giờ thì Văn sẽ vũ để thả đi luôn. Đây rồi đó, xảy đi luôn. Giờ cái con này nhỏ không bắt nha mọi người, cho nó đi đi. Rồi đi thăm tiếp. Trên đây còn mấy cần nữa. Cần đây dính thêm một con ếch nữa mọi người. Nhưng mà mấy cần dính hết chỗ này thì Sang với mấy đứa sẽ gỡ ra xong rồi tiếp tục móc mồi lại luôn nha. Chứ không có thu cần, tại vì cái khu này nãy giờ ếch nhảy khá nhiều quá. Cái này móc mồi sáng mai Sang với mấy đứa sẽ đi thăm tiếp. Đó, Quỳnh sẽ làm láng láng lại xong rồi móc mồi ra nha. Ui, dính con rắn. Ui, con trắng. Con nưa. Ui, cần đây dính con nưa mọi người ơi. Đây nè, mọi người thấy nhìn ghê không? Đó. Con này thì ở châu Sang á, mấy người lớn đi rừng á bảo là có độc nha mọi người. Nó nhỏ, nó không có to bằng con trăng nhưng mà nó rất là dài, nó dài hơn. Đầu nó có 9 lỗ mũi luôn á, nó màu sắc như thế này nè. Châu Sang người ta gọi là con nưa đó, nó có nanh á. Người ta bảo là nó có độc á mọi người. Đây Sang cho mọi người xem này, nó sao nó ăn con lươn ta. Cái mồi Sang với mấy đứa cắm á là mồi con lươn nha mọi người. Mà không ngờ là cái con này nó lại ăn luôn. Đây này, sang cho mọi người xem này, mọi người cẩn thận cái con này nha. Đây đó. Cái màu đó mọi người thấy không, nhìn khá là, nói chung là nhìn cũng rất là đẹp á. Nhưng mà cái con này theo như người lớn bảo là nó có độc nha. Giờ Sang sẽ gỡ nó ra cho mọi người xem cái mũi của nó nha mọi người. Cái con này thì có tận chín cái lỗ mũi luôn á. Đưa cái dao ra cho anh. Sang đè lại nha, Sang bắt sống nó thôi. Quỳnh cầm quá. Giang qua. Mọi người cẩn thận cái con này nha mọi người. Những con nào có độc thì mình cẩn thận một chút. Đấy. Sang không rành là nó có độc hay không, nhưng mà người lớn bảo nó có độc thì mình cứ tin nha. Mình cũng cẩn thận. Cái này gỡ cũng khó tại vì nó nuốt lưỡi mọi người ơi. Rồi. Mà sao nó ăn con lươn ta? Có khi là dính con ếch rồi mọi người. Xong rồi nó ăn con ếch á. Chỉ vậy thôi à. Dính cái cần này dính con ếch nè. Xong rồi nó ăn con ếch. Có mồi này. Đây nha. Cái cần này dính con ếch này xong nó ăn con ếch đó mọi người. Rồi bắt đầu là nó dính tiếp vô cái lưỡi câu. Đây là chỗ Sang người lớn bảo đây là con nưa nha. Và sẽ cho mọi người xem cái lỗ mũi của nó này. Đây mọi người thấy không? Mọi người thấy phía dưới không? Mấy cái lỗ chấm này, một cái này, hai cái này, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái. Đó mọi người thấy rõ là có tận gần 9 cái lỗ mũi phía trên nha. Phía trên cái đầu con nưa này không? Nhìn màu sắc, ui nó siết đau tay luôn á. Gỡ đuôi ra Quỳnh, nó siết đau lắm Quỳnh.
Mọi người thấy nó siết cứng 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 cái tay sao? À, không cho mấy đứa cầm đầu nha mọi người, Sang sẽ cầm nha. Em sẽ quay lại cái chính cái mũi nó cho mọi người xem này. Đó, mọi người thấy rõ cái chính cái mũi đó không? Cái mũi phía trước nè, nó có 9 cái luôn nha. Đó, người ta bảo cái con này con nương, nó có nanh đó mọi người. Rồi buông ra đi. Đây, cái này để anh cầm ha. Ra kia lát mình sẽ quay sao sơ cho mọi người xem sao. Chứ nói chung là cái con này nhìn thì cũng hơi ớn một chút ạ. À, xăm tiếp đi. Cái đây còn 2 con. À, không ngờ là sao với mấy đứa cắm dính cái được cả con này luôn. Chín không? Nàng với mấy đứa cuối cùng đã thăm xong hết được 82 cần rồi nha mọi người. À, thăm buổi tối, còn sáng mai thì mình thăm thêm một đợt nữa xem là có dính nữa hay không. Thành quả thì được bao nhiêu đây nha? Quỳnh giơ cái bao lên Quỳnh. Thành quả thì ếch thì được đây trong bao, còn phía bên đây thì cắm dính một con nưa mọi người. À, một con nưa cũng to đó. Cái loại này thì theo người lớn bảo là nó không có to nữa đâu, nó chỉ khoảng khoảng cái cỡ này thôi. Sang không biết là phải con nưa hay không, nhưng mà người lớn người ta nói con màu như thế này, chín cái lỗ mũi hoặc là 11 cái lỗ mũi là con nưa. Cái con này thì khi nãy sang đếm là nó có 9 cái luôn nha, 9 cái lỗ mũi luôn nha. Còn phía bên đây là ếch nè. Mình bỏ con câu ra banh cái bao ếch ra trên coi. Lần cái bao xuống. Rồi, nó nhảy ra. Đây là ếch nha mọi người. Số ếch thì được bao nhiêu đây? Nhiêu đây thì chắc khoảng tầm 2 đến 3 ký ếch đó mọi người. Đó, toàn là ếch to thôi. 15 con ếch nha mọi người. Có 5 con ếch bự và 10 con ếch nhỏ. Thì chắc cũng tầm 2-3 ký gì đó. Và được ở đây một con nưa. Cái con này thì Sang với mấy đứa không phải là đi bắt nó nha mọi người. À, mà nó tự ăn vào trong cái cần câu của Sang với mấy đứa. Nên Sang quay cho mọi người xem về cái con này luôn. Cái con này thì màu sắc nó sẽ như thế này nè. Nhìn nó sẽ có những cái vân vân nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Con này thì theo như những người lớn người ta bảo là nó sẽ có độc đó mọi người. Nó cắn thì rất là nguy hiểm luôn. Nhưng mà Sang thì cũng không rành về cái con này lắm. Tại vì nó cũng rất là giống con trăn á, mình cũng không phân biệt được á. Cái con này thì Sang cũng không bắt đâu nha mọi người. Mọi người gặp những cái con như thế này thì tốt nhất mình né nó đi, hoặc là mọi người thả nó đi về với tự nhiên nha, để nó sống. Và vì những cái loại như thế này thường nó sẽ không còn nhiều đâu, nên giờ có lẽ là Sang sẽ thả nó đi nha. Cái con này thì mọi người cầm cũng cẩn thận nha, nó siết rất là đau. Nó cố gắng là kéo cái tay của mình á về cái miệng của nó để nó cắn á mọi người. Nên mọi người cầm cái con này thì hết sức cẩn thận luôn nha. Đây này, mọi người thấy cái phần vân của nó không? Cái con này thì Sang với mấy đứa sẽ không có bắt nó đâu nha mọi người. Và tốt nhất là mọi người nếu mà có may mắn gặp nó thì tốt nhất cũng thả đi nha. Con này đi cắp câu đêm thì không ngờ là dính cái con này. Giờ thì Sang sẽ thả nó về với tự nhiên nha, để nó đi sống tiếp. Sau này cho nó lớn lên. Ôi né đây mấy đứa, nó thủ thế. Con này thì nó cũng khá là hung dữ mọi người. Đây mọi người thấy cái đầu nó thủ thế không? Tại sao đuổi nó đi? Đó. Ui nó lặn luôn. Đây. Con này thì bơi giỏi lắm. Lặn mất luôn hả? Kìa. À, Minh dở cái tua cái bao lên cho mình. Được nặng không? Nặng hả? Chắc được khoảng 2 ký á. Đi. Mấy con ếch này thì là ếch động mọi người, nên theo như Sang nghĩ thì ăn nó cũng ngon á. Dự định của mấy anh em Sang là cấm, nếu mà được nhiều thì mai cân đi bán, nhưng mà có không nhiều lắm mọi người, có 15 con thôi. Nên mai hả lương hả, nên mai thì mấy anh em Sang sẽ đi biến quan bắt thử, đi về gặp con lương này. Lương đồng. Ngày mai thì mấy anh em Sang sẽ chế biến món ăn nha. Còn giờ thì đi về thôi. Mọi người thấy xa xa kia mặt trời hừng lên luôn không? Bây giờ là 12 giờ mấy đêm nữa mọi người. Tối thui luôn rồi. Nguyên cái cánh đồng ruộng chỉ có Sang với mấy đứa thôi. Sáng hôm nay thì Sang với Nhóc Văn, mấy anh em Sang thì vừa mới vào phía trong mấy cái ao hôm qua mình cắm câu mọi người. Còn những cái cần câu mà móc mồi lại á, để thăm cho xong luôn. Thì đây là thành quả sau một đêm mình cắm câu nha. Được bao nhiêu đây nha mọi người. Tổng cộng là làm 82 cần câu. Thì được ở đây là 22 con ếch nha mọi người. Trong đó ếch nhỏ cũng có, ếch bự cũng có. Có mấy con ếch thì nó to như thế này nè. Đấy. Có mấy con ếch thì nó nhỏ xíu như thế này. Như đây thì chắc khoảng tầm 3 ký ếch đó mọi người.
Làm cái cần câu á thì tốn 30.000 lưỡi này, 10.000 dây, khoảng 20.000 mồi, là khoảng 60.000 thôi. Bỏ công ra cắm mà được thu lại được 3 ký hết thì nói chung bán cũng được khoảng 100.000, cũng có lời được 40.000 đó mọi người. Thì nhưng mà hôm nay sẽ định với mấy đứa sẽ làm một cái bữa ăn, là sẽ nướng mấy con ếch này trong ống tre để ăn. Nhưng mà tối qua mấy anh em sang đi giăng câu á, thì cũng giăng ếch á, thì cũng đã rất là mệt rồi, nên thôi cái việc nấu ếch thì có lẽ đợt sau nha.